Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài 35 là bài các tác dụng của dòng điện xoay chiều, đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều. Video hôm trước chúng ta đang dừng lại ở bài 35.5 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 35.6. Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều? Như vậy, khi dòng điện đổi chiều, đáp án A không còn tác dụng từ. Cái này là sai, đúng không ạ? Tác dụng từ dòng điện đổi chiều thì tác dụng từ vẫn còn, đúng không ạ? Câu B, tác dụng mạnh lên gấp đôi, tác dụng từ mạnh lên gấp đôi. Câu C, tác dụng từ giảm đi. Những cái này, đáp án này là đều là các đáp án sai. Khi mà dòng điện đổi chiều thì cái lực từ ấy nó sẽ đổi chiều, đúng không ạ? Cái đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án D, nó chỉ làm đổi chiều của lực từ thôi, còn không làm thay đổi độ mạnh yếu của tác dụng từ, cũng như là không làm biến mất tác dụng từ mà chỉ làm đổi chiều lực từ. Vậy 35.6 các em chọn cho cô đáp án đúng chính là đáp án D. Đấy, khi mà dòng điện đổi chiều thì nó sẽ làm thay đổi đổi chiều cái lực từ. Tiếp theo chúng ta sẽ sang là 35.7. Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều? Đối với dòng xoay chiều thì chúng ta dùng các cái giá trị, đó là giá trị hiệu dụng, đúng không ạ? Đúng chưa? Chúng ta nhớ cái phần này ở trong phần lý thuyết rồi, đúng không ạ? Đấy, không dùng cực đại, không dùng cực tiểu, không dùng giá trị trung bình, mà dùng giá trị hiệu dụng. Cái từ giá trị hiệu dụng đấy người ta có bồi đậm ở trong sách giáo khoa. Đây, giá trị hiệu dụng. Đúng chưa? Đấy, vậy đáp án các em sẽ chọn cho cô đáp án đúng ở đây chính là đáp án D, 35.7. Tiếp theo sang 35.8 này. Trong thí nghiệm hình 35.4.4, khi đổi chiều dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn thì tác dụng từ của cuộn dây đối với kim nam châm và kim sắt non có gì khác nhau, vì sao? Vậy ở đây chúng ta có nhìn vào đây, ta có cái nam châm, một cái nam châm điện, và cái nam châm điện này đang dùng dòng là dòng điện một chiều, đúng không ạ? Có ký hiệu cực dương cực âm. Như vậy khi mà các em đổi chiều của cái dòng điện này thì nó sẽ làm cho kim nam châm bị gì, bị quay ngược lại, đúng không ạ? Kim nam châm quay ngược lại. Cái bài này đối với kim nam châm thì nó giống với bài nào? Nó giống với cái bài 35.1 này. Đây, đây chính là 35.1, tức là sẽ làm cho kim nam châm bị quay ngược lại, do khi đổi chiều thì hai cực của ống dây, hai cực từ của ống dây nó luôn phiên thay đổi, đúng không ạ? Nó sẽ thay đổi thì nó sẽ làm cho nam châm quay ngược lại. Còn đối với sắt non thì dù chúng ta có đổi chiều dòng điện đi chăng nữa thì cái này nó vẫn là một thanh nam châm, vẫn là một nam châm điện. Nam châm điện thì nó luôn luôn hút sắt, như vậy đối với sắt non thì nó luôn bị hút thôi. Còn đối với kim nam châm thì khi đổi chiều thì cái kim nam châm này nó sẽ bị quay ngược lại. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ cùng trả lời bài 35.8 này. Tức là khi đổi chiều dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn, khi đổi chiều dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn thì thứ nhất là làm cho kim nam châm bị quay ngược lại.
quay ngược lại và nó sẽ quay 180 độ. Do lúc đó hai cực từ của cái nam châm điện nó bị đổi chiều, đúng không ạ? Do hai cực từ của nam châm điện bị hoán đổi, đúng chưa? Đúng không? Còn đối với cái kim sắt non, kim sắt non thì nó luôn luôn bị hút, vì dù chúng ta có đổi chiều dòng điện thì đây vẫn là một cái nam châm thôi, đúng không ạ? Đối với cái kim sắt non thì luôn bị hút. Vì sao? Vì khi đổi chiều thì cái cuộn dây của chúng ta vẫn là một cái nam châm điện, đúng không ạ? Vì khi đổi chiều thì cuộn dây có lõi sắt ở non ở giữa, đúng không ạ? Vẫn là nam châm điện. Nó vẫn là một cái nam châm điện. Mà đã là nam châm thì nó luôn hút sắt, đúng không ạ? Đấy. Nên là dù nó có đổi cái chiều của hai cực của cái nam châm thì vẫn không ảnh hưởng gì hết. Đúng chưa? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 35.8. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài 35.9. Bài 35.9 này. Dựa vào tác dụng từ của dòng điện xoay chiều, hãy vẽ sơ đồ thiết kế một chuông điện chạy bằng dòng điện xoay chiều. Như vậy, chúng ta sẽ thiết kế một cái chuông điện nhé, chạy bằng dòng xoay chiều như sau. Cái chuông điện của chúng ta nó sẽ bao gồm này. Một cái nam châm điện. Nam châm điện như này, chạy bằng dòng xoay chiều. Dòng xoay chiều ký hiệu bằng dấu ngã như này, đúng không nào? Đấy, đây chúng ta sẽ đấy, được chưa? Để chúng ta thiết kế một cái nam châm điện như vậy. Rồi ở cái phía bên này chúng ta là chúng ta sẽ làm một cái lá thép đàn hồi, nó gần giống với hình 35.3 đấy. Đây là chúng ta có cái lá thép đàn hồi này. Lá thép đàn hồi tức là cái lá thép này nó có thể dao động. Dao động. Được chưa? Rồi, ở trên cái lá thép này thì cô có cái gắn một cái miếng nam châm. Đây cô có gắn một cái miếng nam châm. Được chưa? Trên miếng nam châm này thì sẽ gồm hai cực là hai cực Bắc Nam. Đấy. Đây là miếng nam châm. Được chưa? Ở phía bên trên này thì cô có gắn một cái núm bằng kim loại. Đây là một cái núm làm bằng kim loại. Và cái núm này thì nó có thể tì vào một cái chuông. Đây, cái chuông của ta nó sẽ nằm ở đây. Đây. Đấy. Như vậy là cô vừa thiết kế xong. Thế thì khi mà chúng ta dùng cái nam châm điện, có dòng điện chạy vào đây cái, có dòng điện nó chạy vào đây nhá, thì dẫn đến là cái gì game?
thì dẫn đến là cái miếng nam châm này này nó sẽ dao động, đúng không ạ? Miếng nam châm này nó sẽ luân phiên bị đẩy và hút. Luân phiên bị đẩy hút thì nó sẽ làm cho cái núm này, cái núm kim loại này nó sẽ đập vào nhả ra, đập vào nhả ra, và làm cho cái chuông chúng ta sẽ kêu. Đúng chưa? Vậy thì đây này, khi nam châm điện hoạt động, đúng không ạ? Đây chúng ta vừa vẽ xong xong cái sơ đồ rồi nhá. Thì chúng ta sẽ có như sau. Khi có dòng điện chạy trong cái nam châm điện này này, khi có dòng xoay chiều, khi có dòng điện xoay chiều chạy trong nam châm điện, đây các em phải vẽ cái sơ đồ này vào trước nhá. Chạy trong nam châm điện thì nam châm điện nó sẽ luân phiên đẩy hút miếng nam châm, đúng không ạ? Đây là cái nam châm điện này này, luân phiên nó đẩy hút cái miếng nam châm này này, đẩy hút cái miếng nam châm này. Được chưa? Và khi mà nó luân phiên đẩy hút cái miếng nam châm này thì nó lẽ làm cho cái núm kim loại ở phía trên luân phiên gì? Luân phiên chạm vào rồi nhả ra vào cái chuông, đúng không ạ? Làm cho núm kim loại phía trên sẽ luân phiên gõ vào chuông, đúng không ạ? Đấy, nó gõ rồi nó nhả, gõ rồi nhả, đúng không ạ? Làm cho chuông điện kêu, đúng không ạ? Chuông sẽ reo. Đấy, đấy là cái quy tắc hoạt động. Cái sơ đồ và cô có nói qua cái quy tắc hoạt động cho các em như này. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 35.9. Cuối cùng ta còn một bài cuối cùng là bài 35.10. Bạn nào cần có thể dừng video lại một chút nhé. Bây giờ cô sẽ sang bài 35.10. Bài 35.10 này. Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện? Như vậy, cũng như dòng điện một chiều, trong chúng ta biết là nó sẽ có 5 tác dụng. Đó là tác dụng gì? Tác dụng nhiệt này, tác dụng quang học này, tác dụng sinh lý này, tác dụng hóa học và tác dụng từ. Tuy nhiên ở trong cái bài chúng ta ở đây thì chúng ta đi sâu vào ba cái tác dụng. Đó là người ta đi sâu vào tác dụng từ và trong bài này thì chủ yếu là người ta đi sâu vào tác dụng từ, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà thực ra là nó có cả 5 tác dụng như vậy. Trong 5 cái tác dụng đấy, những cái tác dụng nào phụ thuộc vào chiều dòng điện thì có 2 cái tác dụng phụ thuộc vào chiều dòng điện. Đó là tác dụng từ và tác dụng hóa học, là nó sẽ phụ thuộc vào chiều. Khi chiều dòng điện thay đổi thì tác dụng từ và tác dụng hóa học nó sẽ thay đổi. Còn tác dụng phát sáng này, tác dụng nhiệt này, hoặc là tác dụng sinh lý, tức là giật điện, điện giật đấy, thì nó sẽ không phụ thuộc vào chiều dòng điện. Trường hợp nào cũng bị giật cả, đúng không ạ? Chạm vào là sẽ bị giật, chứ không nhất thiết là chiều chạm vào chiều dương hay chiều âm. Đấy, chúng ta thấy là một cái dây điện chúng ta bị hở, chúng ta chạm vào cái dòng điện chúng ta là dòng điện xoay chiều, cái điện chúng ta sử dụng sinh hoạt hàng ngày đấy là điện xoay chiều, đúng không ạ? Ta chạm vào điện hở là sẽ bị giật luôn, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ không phụ thuộc vào chiều của dòng điện. Tác dụng nhiệt cũng vậy, tác dụng nhiệt cũng vậy, nó làm cho nóng lên, không phụ thuộc vào chiều dòng điện. Tác dụng quang học cũng thế, chỉ có 2 cái tác dụng phụ thuộc vào chiều dòng điện, đó là tác dụng hóa học và tác dụng từ thôi, đúng không ạ? Còn 3 tác dụng không phụ thuộc vào chiều dòng điện. 35.10 ta có 3 tác dụng của dòng điện xoay chiều
của dòng điện xoay chiều. Không phụ thuộc. Vào chiều của dòng điện. Không phụ thuộc vào chiều dòng điện. Đó là những tác dụng nào? Thứ nhất là tác dụng nhiệt. Tác dụng nhiệt, chiều nào đi chăng nữa thì nó cũng sinh ra tác dụng nhiệt. Tác dụng phát sáng hoặc là tác dụng quang. Đấy. Và một cái tác dụng nữa là tác dụng sinh lý. Ví dụ như bị điện giật đấy, đúng không? Ba cái tác dụng này thì nó không chịu ảnh hưởng, nó sẽ không phụ thuộc vào chiều dòng điện. Còn hai cái tác dụng mà phụ thuộc vào chiều dòng điện chính là tác dụng từ và tác dụng hóa học. Các em nhớ nhá. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài 35 là các tác dụng của dòng điện xoay chiều, đo cường độ và hiệu ứng thế xoay chiều. Các em về nếu cần hãy xem lại một lần nữa những bài cô và các em đã vừa làm. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.